Rau cần là thực phẩm rất thân thuộc trong cuộc sống. Cần không chỉ là món ăn yêu thích của nhiều người, mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng, mà trong một số trường hợp còn được sử dụng làm thuốc chữa bệnh. Rau cần giàu các chất dinh dưỡng và chất khoáng như protein, carbohydrate, chất khoáng vi lượng, magie, canxi, kali, natri, giàu nhiều hoạt chất có lợi cho cơ thể. Một số nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng tất cả các bộ phận của cây rau cần đều có thể sử dụng làm thuốc để chữa bệnh. Theo bác sĩ Nguyễn Khoa Bình, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang, trị ho bằng món ăn từ rau cần khá hiệu quả và an toàn. Người đang ho ăn rau cần thì sẽ có tác dụng chống viêm, kháng nấm và giảm ho, lâm đồng hiệu quả. Bà nội trợ có thể nấu rau cần thành các món ăn hàng ngày, hoặc rửa sạch, bỏ nát, ép lấy nước, cho thêm chút muối, rồi nấu cách thủy để uống một cốc nhỏ vào mỗi buổi sáng và tối, giảm ho hiệu quả. Ngoài ra, ăn rau cần thường xuyên cũng đem lại nhiều lợi ích khác cho sức khỏe, như chống viêm gan, bảo vệ gan khỏi tổn thương trong các bệnh lý xơ gan, tổn thương gan cấp, gan nhiễm mỡ nhờ dẫn chất phenol. Phòng chống ung thư do có chứa hoạt chất chống độc, chống oxy hóa và ức chế kích hoạt tác nhân gây ung thư. Kháng viêm hiệu quả, giúp tăng cường hệ miễn dịch nhờ hợp chất flavonoid và thông qua cơ chế thúc đẩy sự tăng sinh tế bào lympho T, một loại tế bào miễn dịch của cơ thể. Trong đông y, rau cần thường được sử dụng để giải độc cơ thể, chữa mất ngủ, các bệnh về tiêu hóa, giảm viêm, ngăn ngừa ung thư, chống lão hóa, giảm cân hoặc huyết áp cao. Người bị rắn cắn, sưng tấy do té ngã, bọ cạp đốt hoặc bị áp xe cũng có thể dùng rau cần tươi giã nát và đắp bên ngoài để giảm đau nhanh chóng. Tuy nhiên, khi ăn rau cần hoặc sử dụng chữa bệnh, bạn cần lưu ý một số vấn đề sau. Không ăn rau cần nếu đang trong thời gian có kinh nguyệt, bởi thời gian này cần giữ cho máu trong cơ thể ở trạng thái nóng ấm. Nếu ăn những thực phẩm lạnh có tính hàn như rau cần, máu sẽ bị kích thích và thay đổi về nhiệt độ, làm máu lưu thông không tốt, gây nên hiện tượng đau bụng kinh. Người có bệnh huyết áp thấp không nên ăn rau cần, vì loại rau này có tính hàn, có thể gây hạ huyết áp. Người hay ngứa hoặc bị vẩy nến cũng không nên ăn nhiều rau cần, vì chất arachidon có thể kích hoạt phản ứng viêm tấy và khiến bệnh lâu khỏi hơn. Cần rửa thật sạch dưới vòi nước chảy để loại bỏ sán lá, ruột ký sinh trên loại rau này. Tốt nhất là ăn chín uống sôi để đảm bảo sức khỏe. Nếu còn đang băn khoăn không biết ăn rau cần có bị ho không, hay đang bị ho có ăn rau cần được không, thì giờ đây bạn có thể yên tâm và đổi món sử dụng món rau nhiều tác dụng này trong thực đơn nhé. Chúc bạn ngon miệng và có sức khỏe tốt! Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.